Xin chào các bạn. Khi nhắc đến các món trộn liên quan tới chân gà thì mọi người đã quá quen thuộc rồi. Nhưng dường như những món liên quan đến chân vịt thì có vẻ hơi thiếu đất diễn. Mà thực ra độ giòn ngon của nó không hề thua kém chân gà. Các bạn hãy thử công thức chân vịt trộn sốt Thái của Hà Ly xem nó có đáng tiền không nhé. Chân vịt rút xương này là ly dạng hàng bán vịt nướng quen họ để lại cho. Cũng rẻ mà thích nhất là nó tươi. Vì họ bán vịt ý, nên ngày nào cũng có 10 đến 20 cái chân tươi cùng với lưỡi nữa. Trước tiên thì chúng ta sẽ phải luộc chín chỗ chân này. Với định lượng khoảng 300g như ở phần công thức thì chỉ cần đợi nước sôi chừng 10 phút là chân vịt chín rồi. Chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn một tô nước đá lạnh, chờ cho chân vịt chín là vớt ra ngâm thẳng vào đây. Bước này có tác dụng giúp chân vịt sạch và giòn. Nó sẽ nhanh hơn việc mình phải mất 2-3 tiếng chờ đợi để làm lạnh chân vịt trong tủ lạnh. Bởi vì yêu cầu của món này là lúc trộn chân vịt phải giòn, nếu không thì nó sẽ kém ngon. Xoài các bạn cắt quân cờ, quất các bạn thái lát và bỏ hạt, sả thái miếng mỏng phần đầu trắng và cắt khúc ngắn phần cuống xanh, tỏi các bạn băm nhỏ. Bước tiếp theo là các bạn đem xay nhỏ cái phần sả cắt khúc ra. Sau đó đem phi thơm cùng với tỏi và dầu ăn. Đấy, các bạn thấy cái mùi thơm bốc lên thì tiến hành cho tất cả các gia vị ở phần nguyên liệu vào đun cùng, bao gồm nước, đường vàng, nước mắm, muối hồng, sốt me và cuối cùng là ớt bột. Ly sử dụng muối hồng để giúp món ăn ngon hơn, đồng thời tăng cường sức khỏe. Nếu mà các bạn không thích hoặc là không có muối hồng thì có thể thay bằng muối trắng thông thường. Lượng ớt bột các bạn cũng điều chỉnh tùy theo khẩu vị được nhé. Hỗn hợp này sẽ đun sôi vài phút rồi tắt bếp và để nguội. Chân vịt sau khi ngâm nước đá đã đạt được độ giòn cần thiết thì sẽ đến công đoạn trộn sốt. Đầu tiên Ly sẽ cho sả và quất vào trước. Trộn đều để nó tiết ra mùi thơm. Kế đó là Ly sẽ cho đến xoài. Và xoài này là cây nhà Ly trồng các bạn ạ. Vừa mới hái ngày hôm nay xong thì Ly hứng lên là Ly làm luôn. Cây này năm nào nó cũng sai chĩu chịt và để chín thì ăn rất là ngọt nhé. Cuối cùng là trộn đến phần chân vịt. Món này trộn xong các bạn có thể ăn được luôn. Nhưng mà để nói ngon nhất ý, thì cũng phải đợi vài tiếng để chân vịt được ngấm gia vị. Và Ly đảm bảo với các bạn là tốn bia kinh khủng luôn. Các bạn có thể cho thêm một ít rau mùi tàu vào cho thơm cũng được. Còn không có thì cũng đã rất là ngon rồi. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại.